Minh Nguyễn Audio xin chào toàn thể các bác, các quý anh chị yêu thanh trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay bên em tiếp tục lại cập bến và giới thiệu cho các một dòng đẩy 3 kênh mang thương hiệu của Party House. Thì con này nó là hàng chính hãng của hãng Party House và dòng này thì được sản xuất tại Trung Quốc. Hãng Party House là một hãng nội địa nhé các bác nhé. Đấy, là một hãng nội địa của bên Trung Quốc. Nên là sử dụng gọi là chất lượng linh kiện thì thật sự các bác là rất là ok luôn. Con này thì đắt, con này là đắt 2014 nha các bác nhá. Đắt 2014 mà tất cả vỉ mạch của nó còn rất là đẹp như thế này. Đấy nha các bác nhá. Còn rất là đẹp như này. Đúng, con này thì nó sẽ là chạy tụ là 160V và 3900 mi. Đấy, tụ còn rất là đẹp nha các bác nhá. Rất là đẹp. Đấy, chưa nổi nõn thế nào cả. Phẳng lì luôn cho coi nhá. Đấy. Phẳng lì luôn. Con này thì mã của nó là 31300. Có nghĩa là với công suất là 1300W trên một kênh. Đánh ở chế độ 8 ohm cho coi nhá. Đấy. Con này thì mã model của nó đây nha các bác nhá. Đấy. Đây là thông số ở chế độ gạt. Đấy. Đánh ở chế độ 8 ohm đây, sẽ là 1300W đây. Đây là ở cái mức đằng sau đít của nó sẽ là chế độ gạt. Nó sẽ hướng dẫn cho các bác là chế độ gạt đầu vào nhá các bác nhá. Để tín hiệu gạt đầu vào to thì nó sẽ là 150V này, nó sẽ là 1300W này. Đấy, ở chế độ 8 ohm này. Chế độ 4 ohm nó sẽ là 2000W này. Đấy. Các bác nhá. Đấy. Đây là tất cả các chế độ gọi là gạt tín hiệu đầu vào. Đấy. Rất đẹp luôn. Nói chung là cái này thì các bác chơi thì không phải nghĩ rồi. Con này sử dụng mạch Class TD và linh kiện của nó thì rất là chất lượng nha các bác nhá. Rất là chất lượng luôn. Đấy. Đây mã model nó đây nha các bác nhá. Q3100. Đấy và số đuôi của nó 0043 này. Con này sẽ 0026 này. Đấy, mỗi con nó sẽ có một cái mã vạch như này. Đấy. Made in China. Dòng này thì nó được sản xuất theo công nghệ của Thụy Điển nha các bác nhá. Đấy, sản xuất theo công nghệ của Thụy Điển. Party House đây. Đây là các thông số gạt ở đít của nó. Đấy. À, thông số ra gạt ở trên tín hiệu đầu vào ấy các bác nhá. Đây thì nó sẽ là báo này. Nếu mà các bác mà gạt một cái xuống hai cái lên thì nó sẽ là 44 dB là tín hiệu là to nhất. Đấy, nếu mà gạt hết xuống như này các bác nhá. Gạt hết xuống nó sẽ là 35 dB. Đấy. Và cái cọc ở bên này, đấy gạt hết xuống sẽ là 150V. Đấy. Cho nó một mức tiêu thụ ấy, điện ấy 150V thì là nó sẽ cho công suất ra của mình là 1300W trên một kênh. Đấy. Con này thì điện thì nó sẽ điện chạy từ 200 đến 240V. Đấy, điện thấp nó vẫn chạy được. Đấy. Nhớ các nhá. Điện 200V là nó vẫn quải chặt chạy thoải mái luôn. Dòng này thì nó sẽ chạy là 3 vỉ riêng biệt, dòng mạch Class TD. Nó sẽ chạy 3 vỉ riêng biệt nha các nhá. Đấy. Đây em sẽ nhấc cái này cho các bác xem. Chất lượng linh kiện thì các bác không nghĩ rồi. Dòng này chất lượng linh kiện nó như là con, không khác gì cái con đẩy của Thụy Điển. Đấy. Con đẩy của Thụy Điển dòng 10.000 quy thì nó rất là cao tiền. Giá nó sẽ rơi vào tầm độ hàng bãi nha các nhá. Nó sẽ rơi tầm độ 6-70 triệu đến 80 triệu một con. Đấy. Nhưng mà riêng con này thì với mức giá cực kỳ hợp lý để cho các bác được chơi. Chỉ có tầm 10 triệu một con này nhá. Đây. Đây các bác nhìn những con Thụy Điển này, những cái con trỏ này này. Những con trỏ này giống y hệt như con của Thụy Điển luôn. Nha các bác nhá. Đấy, đây con trỏ này. Chất lượng linh kiện thì rất là tốt rồi. Đây. Các bác nhá, tất cả đều là thông số rõ ràng hết. Đấy. Trên bên nó đều ghi hết số cho các nhá. Đấy. Con này con Thụy Điển này các bác nào muốn mà tìm hiểu so sánh thì nó không khác gì. Đấy.
tháng 1 năm 2014. Chạy tất cả là sò, dòng sò LG các bác nhá. LG. Đấy. Còn đây là bốn con của em. Đấy, bốn con của em sò MOSFET này các bác nhá. Sò MOSFET. Chất lượng linh kiện thì quá là tốt rồi. Đây em đang test thử cho các bác nghe một con, thì con này nó sẽ có mấy dòng mã, nó có sẽ đẩy 4 kênh, đẩy 3 kênh, đẩy 2 kênh đấy. Con đi đi đấy, 4 kênh này, Q41300 này đấy, thì nó sẽ là 4 kênh ấy, cũng đều là mức cao nhất của nó sẽ là 1300W trên một kênh đấy, riêng về cái dòng sử dụng mạch NATD con này. Và đặc biệt con này thì size của nó làm rất là gọn nha các nhá. Size con này nó làm cực kỳ gọn. Các bác nào nếu mà chơi để mà cái tủ cái kệ tủ ấy mà đời cao gọi là đời mới bây giờ ấy. Đấy thì rất là gọn luôn. Con này size của nó cực kỳ là ngắn nha các nhá. Đấy size con này nó chỉ tầm độ 37 phân thôi. Chiều sâu của nó đấy. Chiều sâu của nó chỉ có 37 36 37 phân thôi. Đấy, rất là gọn luôn. Đây các bác nhìn này, tất cả này thông số này, tem rồi QC nhà sản xuất này. Đấy. Đấy. Quá ok luôn. Hàng nội địa của Trung Quốc các bác chơi yên tâm. Chuẩn, quá chuẩn luôn. Đây em sẽ test cho các bác thử mic này, đây em đang đánh này. Đánh là một đôi 30. Đấy, con này các bác có thể đánh được full đôi 40 và hai quả súp 50 là các bác nện thoải mái. Đấy, nhìn là 1300W một kênh mà. Nếu đánh ở chế độ táo 4 ôm nó sẽ là 2000W. Đây em sẽ thử cho các bác thử mic nhé. Lên 1 2 5 6 7 8 9 10. Lên 1 2 5 6 7 8 9 10. Alo. 1 nhiệt độ thì sẽ là 46 này, 45 này, 46 này các bác nhá. Đấy, chế độ gain tín hiệu đầu vào này, gain tín hiệu đầu vào đang để ở mức 35 dB các bác nhá. Đấy, nếu mà gạt lên cao nữa thì mức tín hiệu gain nó cao hơn thì nó sẽ khỏe hơn. Tín hiệu đầu vào này nó sẽ to, nó sẽ khỏe hơn. Nhưng đây em để chế độ trung bình thôi. Đấy, gain này. Màn hình hiển thị gọi là báo vôn. Rất là chất lượng luôn. Lên 1, 1, 2, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi nghe em đừng buồn thân sầu, đừng thương tiếc để rồi xa nhau. Tiếng rất hay, hay, hay. Với mức giá chỉ có 10 triệu một ngày 3 kênh, 1300W trên 1 kênh. Và mình ước thì thật sự các bác không thể chê được. Rất là đẹp luôn. Đấy. Các bác đánh gọi là thoải mái luôn, gọi là phun đôi, gọi là một quả súp kép, đánh súp các bác có thể đánh một quả súp kép. Đấy, một quả súp kép là các bác đệ ok luôn. Đấy, em sẽ mở to nhạc cho các bác nghe này. Đấy, đèn báo của nó này. Còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước. Đã thấy tên còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước cô tư đi.
đấy thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em đang trên bài, và mức giá xin báo luôn cho các bác rồi, 10 triệu đồng với một chiếc đẩy là công suất 1.300W trên một kênh, đánh ở chế độ 8 ôm, đẩy 3 kênh nhé các bác nhé. Các bác chơi full đôi, đấy, full đôi 40 và cầm một kênh phúc ép, các bác chơi thoải mái luôn. Hàng chính hãng, hàng bãi chính hãng của Party House. Con này thì các bác chơi thì không phải nghĩ rồi. Và chế độ bảo hành bên em là sẽ bảo hành cho các bác là 3 tháng. Đấy, các bác nhá. Và hàng thì yên tâm là bao chất, bao đẹp, bao zin cho các bác. Đấy, các bác nào lấy thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em đang trên bài này, 0955 778 338. Với video này em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.